090686. Câu hỏi của Phùng Trượng, HDC và BSI à? Chúng ta đến với lại HDC và BSI một chút này. HDC thì câu cổ phiếu này lâu lắm Thành không nhìn nhận mọi người, lâu lắm rồi. Nếu như nhìn vào HDC thì nên nhìn vào Vinhome. Mọi người chú ý nhá. Vinhome đối với Thành ở thời điểm hiện tại nó luôn luôn là một cổ phiếu dẫn dắt. Ở thời điểm hiện tại cũng vậy, mà ở thời điểm 2 tháng sau, 3 tháng sau, 6 tháng sau thì Vinhome vẫn là một cổ phiếu đầu ngành của nhóm bất động sản. Mọi người chú ý, chúng ta có gặp nhau ở trên livestream ở thời điểm hiện tại, HDC thì Thành không xem ở thời điểm hiện tại, đúng không? Nếu như bất động sản anh chị em xem Vinhome, ok ạ. Trên khung đồ thị ngày thì cổ phiếu này đã tạo đáy trên khung đồ thị ngày, đúng không? Anh chị em nhìn như thế này là ok rồi, đúng không? Trên khung đồ thị ngày thì đã có 3 cây nến rừng rơi ở quanh khu vực 41 rồi. Và trung bình một tổ hợp nến 3 cây rừng rơi thì chúng ta cứ tạm tính là nó tạo đáy. Được chưa? Còn nó đùn ra tiếp thì chúng ta sẽ tính tiếp. Nhưng mà thời điểm hiện tại chúng ta cứ view với nhau là như vậy đã. Anh chị em thả tim, thả like, ủng hộ Thành nhá. HDC đối với thời điểm hiện tại, Thành thấy điểm mua ở thời điểm hiện tại, nó không ăn thua. Nó không ăn thua anh chị em. Hoặc là nó không phải là cổ phiếu leader của nhóm ngành. BSI thì sao? BSI ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang thấy cổ phiếu này tạo đỉnh ở ngày hôm nay à? BSI tạo đỉnh ở ngày hôm nay. BSI, cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán thì chọn cổ phiếu nào? BSI cũng rất như rất nhiều cổ phiếu tạo áp lực ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau cái báo cáo của MBS và VIX, đúng không? Cổ phiếu VIX cũng ra báo cáo rồi. Thành thì chưa view về cổ phiếu VIX, đúng không? BSI, chúng ta sẽ phải nhìn kỹ cổ phiếu này một chút. BSI, BSI mua được không? BSI mua được không? Cái cổ phiếu này khỏe đó. Chờ đi. BSI thì nên chờ, và chờ về đâu thì theo Thành ấy, anh chị em chờ về đến tức là nếu như cổ phiếu về được đến đây thì là đẹp nhất. Về được đến đây này mọi người, về test lại gần cái vùng đáy cũ 47, quanh đây anh chị em điểm mua nhá. Điểm mua là 47, quanh đây. Bởi vì sao? Trên khung đồ thị ngày đối với cổ phiếu BSI chúng thấy đang thấy là cái lực bán mạnh, đang thấy lực bán mạnh. Ok mọi người nhé. BSI là anh chị em chờ về cái khu vực 46, 47 chúng ta tham gia. Ok chưa? Bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu tạo hai đỉnh rồi. Đã. Cổ phiếu tạo một đỉnh này, tạo một đỉnh này. Và hiện tại nếu như cái đỉnh này được hình thành thì chúng ta đang nhìn thấy cổ phiếu có 3 đỉnh đó mọi người. Và cổ phiếu có 3 đỉnh rồi thì nó củng cố cho cái xu hướng xuống, chứ không phải là xu hướng lên anh chị em nhé. Cổ phiếu BSI thì Thành thấy về vùng 46, đúng không ạ? 45, 46, 47 càng tốt. Anh chị em tham gia đánh T cộng, bởi vì cái nhóm chứng khoán hiện tại là cái nhóm mà nó có những cái câu chuyện mà trong quý 4 ấy, nó cũng giống như cái nhóm bất động sản thôi. Trái phiếu rồi ABCD nó sẽ dồn tất vào cái thời điểm hiện tại. Đối với BSI Thành thấy cái câu chuyện như vậy. Hà Đô Group cầm tiếp hay bán? Hà Đô còn gì để bán, còn gì để mua, còn gì để kỳ vọng mới là quan trọng. Nếu như anh chị em mà hỏi Thành về thời điểm trước thì chúng ta cũng đã sẽ bán với nhau ở cái giá 29 rồi, đúng không? Hà Đô thì đối với Thành là nó tiềm năng thì nó đang dòng tiền ấy. Tức là dòng tiền đến với cổ phiếu này nó đang bập bõm. Tuy rằng cái tốc độ rơi thì đã hết, rơi từ khu vực đâu đó 29, đúng không? Rơi về khu vực 27 thì cũng đã dừng rơi và tạo đáy. Vậy thì với cổ phiếu Hà Đô, nếu như giữ được cái vùng giá hiện tại, đúng không? Cái vùng giá hiện tại là quanh 27 thì anh chị em giữ tiếp. Bởi vì sao? Đánh ngắn hạn, đúng không ạ? Đã hoạt động ở đây rồi, đánh ngắn hạn rồi. Vậy thì bán ở đâu?
Ồ, thôi lên 28 chấm mấy chúng ta bán ra nhá. Còn hiện tại Hà Đô giữ được chưa, cứ vào cứ trading thôi, bởi vì cổ phiếu này hiện tại cái xu hướng dòng tiền nó bập bõm và yếu. Hà Đô là yếu, tuy rằng nó có một cái câu chuyện về thủy điện này, câu chuyện về bất động sản này, câu chuyện về các dự án của Hà Đô thì thành thế là nó cũng khá là sáng, nhưng mà nó có một cái vấn đề dòng tiền nó từ chối anh chị em ạ. Dòng tiền đến với cổ phiếu này là thành thế là dòng tiền đang từ chối cổ phiếu Hà Đô, mọi người chú ý nhá. Và ok, câu hỏi tiếp theo của Minh Kiên Độ, HHS về 8 rồi múc không? Chúng ta HHS thì anh chị em chờ một chút, chúng ta sẽ soi bằng cái biểu đồ này. HHS về 18 à? Nếu như HHS hay là TCH, anh chị em chọn cổ phiếu nào? Đúng không? HHS hay là TCH? Về 8 không nên mua. HHS không nên mua này. Chắc chắn là Thành sẽ không tư vấn anh chị em mua HHS. Bởi vì sao? Một cổ phiếu gãy xu hướng, đúng không? Tạo đỉnh ở khu vực 11, đúng không? Gãy xu hướng, đảo chiều xu hướng, và cổ phiếu này sẽ phải về đến khu vực này dưới này. Quan điểm của Thành nhé, cổ phiếu HHS sẽ phải ít nhất về đến 7.4, 7.5 thì chúng ta mới tham gia.